em từ bỏ anh rồi. Thật tốt đúng không? Em không cần giữ thói quen xem anh còn hoạt động hay không, cũng không còn căng thẳng mỗi lần vào trang cá nhân của anh xem anh đăng gì. Tối tối thấy mệt thì cứ đi ngủ, chứ không chờ anh ngủ trước rồi mới ngủ ngoan. Em không còn bận lòng lắm vì những dòng trạng thái hay hình ảnh yêu thương của anh, không còn nghĩ xem mỗi ngày anh đang làm gì. Có đôi khi em nhận ra anh như thế thật là tốt, là dứt khoát thật tốt, nhẫn tâm thật tốt. Có như thế em mới đành tâm buông bỏ. Anh quên em rồi thì em cũng không cần phải mỗi ngày lo sợ anh không nhớ em là ai. À, là đôi khi cũng phải cảm ơn người đã không tốt với em, để em có thể toàn tâm mà rời bỏ. Đã có nhiều lúc em muốn vứt bỏ hết lòng tự trọng của một đứa con gái đi gọi cho anh, mà lên khóc vì nhớ, lại nhớ đến trát lòng. Nhiều lúc cũng muốn anh biết rằng em mệt mỏi lắm, chẳng muốn gì cả, chỉ muốn ở bên cạnh anh một đời an yên, ở thế giới không có ai cả, chỉ anh, chỉ em, ở cạnh nhau như vậy thôi. Nhưng tất cả chỉ là đã từng. Anh đã từng thử mở lòng sau một thời gian dài tổn thương, rồi lại nhận lấy tổn thương chưa? Anh đã từng nghĩ hôm nay em thế nào? Em ổn không? Hay em quên anh chưa? Anh có từng bận tâm thấy em vui hay buồn sau sự dứt khoát đến đau lòng của anh chưa? Dĩ nhiên là chưa, phải không? Ừ, là chưa nên anh muôn đời không hiểu được cảm giác đó là như thế nào. Là anh không hiểu, anh không muốn hiểu, và anh cũng không cần hiểu. Em, trong mắt anh luôn là người sai, có đúng không? Đã sai thời điểm, đặt sai tình cảm, thương anh đến đau lòng là sai, cố chấp chờ đợi một người cũng là sai, làm anh bận lòng là sai, vì anh đến mức bị người khác coi thường là sai, và viết quá nhiều về anh, về tình cảm của em, về nỗi buồn của em trên mạng xã hội cũng là sai. Em phiền quá nhỉ, tự dưng lại bướng bỉnh hạ mình buồn đau như thế, để rồi chính người em thương nhìn em bằng ánh mắt sai trái như vậy. Thật có chút không đành lòng. À không, phải là rất không đành lòng, nhưng là không muốn nói. Em từng nói với anh rồi đúng không, rằng sau này anh phải nhớ rằng em buông không phải vì em không thương nữa, cũng không phải vì em không chờ được hay không chịu được, mà là do tình cảm của em khiến anh phiền nên em buông. Vì em thấy tình cảm của em anh không cần, anh không tôn trọng, em buông.
Em không cần biết nhiều về anh nữa. Caption cũng chẳng còn liên quan đến anh. Em thay hình nền, thay mật khẩu, xóa hình, xóa số điện thoại, xóa tin nhắn, xóa cả mọi thứ liên quan đến anh. Và tất nhiên, cũng càng ngày đang tập xóa anh khỏi đầu em. Em biết anh nhận ra điều đó. Và tất nhiên, những lúc như thế này em mới thật sự biết ơn anh, vì đã làm em đau lòng đến thế. Để bây giờ, em mới đủ can đảm để rời đi. Tạm biệt anh, thanh xuân của em.剩下倔强，剩下合照。